Phim điện ảnh Việt nhận tràng pháo tay dài 5 phút tại Cannes 2023. Công chiếu lần đầu tại Cannes 2023 vào ngày 24 tháng 5, phim Bên trong vỏ kén vàng nhận đánh giá tích cực từ giới mộ điệu. Bên trong vỏ kén vàng, Inside the Yellow Cocoon do đạo diễn Phạm Thiên Ân cầm trịch, kiêm biên kịch, là phim Việt duy nhất tham gia tranh giải tại Cannes 2023. Phim được ban tổ chức xếp vào hạng mục Director Fortnite tuần lễ đạo diễn. Nhận tràng pháo tay dài 5 phút của các quan khách sau buổi công chiếu vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, giờ địa phương. Mùa giải năm nay đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Phạm Thiên Ân sau 4 năm giành giải tại Cannes 2019. Phim điện ảnh Bên trong vỏ kén vàng thuộc thể loại tâm lý, giả tưởng, được phát triển dựa trên phim ngắn Hãy thức tỉnh và sẵn sàng. Phim xoay quanh hành trình của một người đàn ông có tính tình lơ đễnh, được giao nhiệm vụ đem xác chị dâu đã mất vì tai nạn giao thông về lại quê nhà. Trong hành trình này, anh dẫn theo một cháu trai 5 tuổi và bắt đầu công cuộc tìm lại người anh đã thất lạc để trao cậu bé lại cho bố. Sau buổi công chiếu tại Cannes 2023 vừa qua, phim nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các quan khách và truyền thông quốc tế. Theo tường thuật từ trang chủ Cannes 2023, phim nhận tràng vỗ tay dài 5 phút từ phía khán đài. Đạo diễn Phạm Thiên Ân và ekip không giấu được sự xúc động. Phim nhận điểm đánh giá ở mức khá từ trang IndieWire, đồng thời được nhắc đến trên các trang báo lớn như Free Daily, Variety. Thành công mà phim mới của Phạm Thiên Ân đạt được mang đến niềm tự hào cho điện ảnh nước nhà và cả châu Á. Theo thông tin ban đầu từ ban tổ chức, Lê Hồng Phong Cannes lần thứ 76 sẽ bế mạc vào ngày 27 tháng 5, giờ Pháp. Buổi chiếu phim Bên trong vỏ kén vàng được kéo dài vào các ngày 25 đến ngày 26 tháng 5.